nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm qua tại bãi rác Khánh Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định xây dựng một nhà máy đốt rác thành điện. Sau khi đưa vào vận hành, nhà máy sẽ xử lý được 650 tấn rác mỗi ngày, đồng thời sản xuất ra lượng điện đạt khoảng 300.000 kWh. Đây là nhà máy phát điện từ rác thải thứ hai tại Việt Nam sau nhà máy đầu tiên tại Cần Thơ. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ được khởi công vào cuối năm nay và đi vào hoạt động vào đầu năm 2021. Toàn bộ rác thải sinh hoạt sẽ được đưa vào hố rác để ủ khoảng 5 đến 7 ngày để tách nước rỉ và giảm độ ẩm. Sau đó, rác được đưa vào bộ phận sấy khô rồi chuyển qua lò đốt để phát điện. Phần tro xỉ sau quá trình đốt sẽ được dùng để sản xuất gạch không nung. Nước rỉ rác sau khi được xử lý đạt chuẩn sẽ tái sử dụng làm mát lò đốt. Khí thải được xử lý bằng hệ thống khử axit, lọc bụi túi vải, than hoạt tính và được quan trắc liên tục các thông số về khói bụi đạt chuẩn châu Âu. Công nghệ đốt rác phát điện hiện đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng.